Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu mọi người món bánh mì pha lấu với lại bánh mì xá xíu của cặp vợ chồng bán ở góc đường Nguyễn Thượng Hiền với lại Nguyễn Văn Đậu các bạn, phường Phú Nhuận luôn, 19 năm rồi các bạn. Các bạn nhìn thấy trước mặt tôi không? Đó, khách xếp hàng đang đợi mua đó các bạn. Đây. Giá cũng phải chăng chứ không mắc lắm, 15-20 à, bình thường. Chú nghe là xe bánh mì của mình bán được bao nhiêu lâu rồi chú? 19 năm. Bán góc này hoài luôn hả chú? Dạ. Mấy giờ mình bán hả chú ha? 2 giờ rưỡi là có. Dạ. Bán tới mấy giờ chú? Bán tới 9 giờ. 9 giờ thôi. Xá xíu các bạn. Tùy theo khách ăn sao mà bán vậy hả chú? Dạ. Còn bánh mì pha lấu thì cũng vậy luôn hả chú ạ? Hả? Bánh mì pha lấu thì cũng vậy luôn hả chú? 6 hộ. Bánh mì pha lấu cũng vậy à, 15-20 thì dạ. Tùy theo người ta ăn đây. Dạ. Ăn 15 mình bán 15, ăn 20 mình bán 20. Dạ. Yeah. Ăn 30 rồi bán 20. Dạ, bây giờ tùy theo khách ăn. Một ngày chú bán mấy cái này chú? Mấy cái bốn chục ký. Cái này là bán một ngày chú bán 40 ký cho hai người, bao nhiêu tiền chú? Hai lạng mấy là bao nhiêu tiền chú? Khoảng 50-60. 50-60 nhưng mà vẫn có khách hay mua đúng không chú hả? Mua nhậu quá dạ. Cái mũi heo các bạn, cái này mình ướp sẵn hay là mình có chấm với lại cái sốt gì không chú? Này ướp nấu lên. Dạ. Nhìn dần rất thịt đã quá, cứ sắc dày luôn á, mỏng mỏng như mà bánh mì mình hay ăn nha các bạn. Việt Nam Food.
Sài Gòn dấu yêu. Bạn này là Sài Gòn dấu yêu. Sài Gòn dấu yêu. Cái này là xá xíu không hả? Ủa xá xíu 20. Con rồi. Cái này còn sắc ra nữa đúng không ta? Đúng rồi. Xá xíu. Cái này mình nướng hay là mình làm cái gì vậy? Cái này nè, xá xíu quay lưu à. Quay lưu. Cắt cho 5 lạng xá xíu luôn nha. 5 lạng xá xíu. Ok xá xíu rồi chung. Nhỏ nhỏ chỗ này nha các bạn. Góc nhỏ nhỏ chỗ này nhưng mà bán 19 năm rồi các bạn. Đây. Đây nè. Nếu bạn nào đi ngang qua chỗ góc đường này nè. Đây. Đây Nguyễn Văn Đội là Nguyễn Thượng Hiền này các bạn, ngay ngã ba luôn. Các bạn rẽ về bên Nguyễn Thượng Hiền này nè. Đó. Là gặp ngay cái xe bánh mì của chú Dũng. Đứa gái là quay rồi. Dạ. Yeah. Hồi đó giờ mình bán phá lấu với lại xá xíu thôi chú. Dạ. Yeah. Chỉ bán hai loại thôi các bạn. Dạ. Ừ. Đây có bánh mì khô nữa các bạn. Mua phá lấu hay mua xá xíu về cũng có luôn. Một lạng phá lấu vậy nhiêu cô? À 20.000 các bạn. Xíu. Đúng 75 ngàn. Để cho
giờ bán rồi nha các bạn. Đây là bánh mì thập cẩm các bạn, của chú Dũng đây. Tôi mua ăn thử đây các bạn này. Ủa vậy là 15 ngàn nhưng mà tôi ăn thập cẩm nên là 20 ngàn. Wow. Bánh mì nhỏ nhỏ các bạn. Thịt không mà thịt luôn. Đây có xá xíu tay heo các bạn, với lại cái mũi nữa. Nhìn lại chảy nước miếng rồi các bạn.